từ Instagram. Instagram là một trong những mạng xã hội hình ảnh phổ biến nhất hiện nay. Nó là nơi lý tưởng cho bạn đăng ảnh selfie, các món ăn yêu thích, những hoạt động với bạn bè, người thân. Tuy nhiên bạn sẽ làm gì nếu trong quá trình lướt trang chủ, bạn bắt gặp một hình ảnh cực kỳ đẹp và muốn lưu nó về máy để làm hình nền hoặc sử dụng cho các mục đích khác. Không giống các trang mạng xã hội khác, như Facebook, bạn không thể nhấp chuột phải lên ảnh và chọn xếp ad. Tùy chọn xếp ad vẫn nằm ở đó nhưng nó sẽ tải về trang web thương mại không phải file ảnh nếu bạn không bận tâm đến kích thước ảnh bạn có thể chụp ảnh màn hình đây là thao tác đơn giản và được nhiều người dùng lựa chọn nhất tuy nhiên nếu tấm ảnh bạn tìm thấy quá đẹp và bạn muốn tải nó về với kích thước đầy đủ bạn cần làm nhiều việc hơn là chỉ chụp ảnh màn hình lưu ý bạn chỉ có thể thực hiện việc này trên máy tính ứng dụng di động không cho phép bạn làm việc này trường hợp bạn bắt gặp bức ảnh mình yêu thích trong khi đang lướt instagram trên di động bạn chỉ cần bookmark, lưu dấu, nó để dễ tìm lại nó. Để làm vậy, bạn chỉ cần bấm nút bookmark ở phía dưới góc phải của bức ảnh. Bây giờ, bạn mở Instagram trên máy tính, truy cập vào trang cá nhân của mình, và chọn thẻ xếp. Sau đó, bạn bấm chuột lên hình bạn vừa lưu. Kế đến, bạn truy cập vào trang web Instagram. Đây là một bookmarklet led dành cho trình duyệt. Nếu bạn chưa biết, bookmarklet led là một đoạn mã script nhỏ được đặt trên thanh dấu trang bookmark 3 của trình duyệt web cho phép người dùng dễ dàng thực hiện một số thao tác trang web thông thường không hỗ trợ. Bookmarklet tương tự như add-on của Firefox hay extension của Chrome nhưng nhỏ gọn và nhẹ hơn. Tại trang web mở ra, bạn cần kéo bookmarklet instagram 3.0.1 từ ô hình chữ nhật ở giữa trang web lên thanh bookmark của trình duyệt. Quay lại ảnh bạn đã lưu ở trên và bấm lên bookmarklet bạn vừa tạo trên thanh bookmark. Ngay lập tức một thẻ mới sẽ mở ra chứa phiên bản hình ảnh có kích thước đầy đủ. Tại đây bạn có thể bấm chuột phải lên ảnh và chọn xếp images. Thao tác này sẽ tải về file ảnh thay vì trang web HTML như trước. Các thiếu, theo Online Tech Tips,